chân dung nhà sản xuất phim Anh Khoa, chồng cũ của diễn viên Dương Cẩm Linh. Diễn viên Dương Cẩm Linh sinh ngày 13 tháng 10 năm 1982. Từ nhỏ, Dương Cẩm Linh đã thể hiện năng khiếu diễn xuất, ca hát khi thường xuyên tham gia vào các hoạt động văn nghệ của trường. Nhưng mơ ước của cô khi đó trở thành một nữ doanh nhân tài ba chứ không phải là một nghệ sĩ nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Dương Cẩm Linh giành được giải thưởng Á hậu điện ảnh năm 1999 của Hội Điện ảnh Thành phố. Cô sau đó đã đăng ký đi thi Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong vào năm 2000 và lọt top vào 22 chung cuộc. Dương Cẩm Linh từng có thời gian hẹn hò với diễn viên Minh Luân sau khi cả hai hợp tác trong phim Pha Lê Không Dễ Vỡ vào năm 2010. Cặp đôi thậm chí đã lên kế hoạch làm đám cưới vào tháng 4 năm 2012. Thế nhưng, chỉ một tháng trước ngày cưới, họ bất ngờ tuyên bố chia tay trước sự ngỡ ngàng của công chúng. Sau mối tình giang dở với diễn viên Minh Luân, năm 2015, diễn viên Dương Cẩm Linh bén duyên với nhà sản xuất phim Việt Kiều Úc Anh Khoa khi tham gia liên hoan phim tại Pháp. Thời điểm đó, nam diễn viên vừa hoàn tất ly hôn. Tháng 7 năm 2016, Dương Cẩm Linh thừa nhận có thai với Anh Khoa. Đến tháng 10 năm 2016, nữ diễn viên hạ sinh con trai đầu lòng cho ông xã. Thời điểm mang bầu, Dương Cẩm Linh đã hứng chịu bú rìu từ dư luận vì tin đồn người thứ ba vô căn cứ, khiến cô phải chạy sang Singapore vì quá áp lực. Trong quá trình sống chung, Dương Cẩm Linh thường khoe được chồng cưng chiều. Như thể mỗi lần trở về phim trường, ngày nào chồng cô cũng gội đầu hoặc nhận hoa từ chồng. Sau khi sinh mổ, Dương Cẩm Linh được chồng chăm sóc tận tình, từ cho ăn đến thay băng vết thương. Chồng Dương Cẩm Linh cũng rất giỏi chăm sóc các con nhỏ. Năm 2021, Dương Cẩm Linh bất ngờ tiết lộ cô và ông xã đã chia tay do rạn nứt cuộc sống vào năm 2018. Nữ diễn viên khẳng định không có người thứ ba xen vào cuộc sống hôn nhân của cô. Dương Cẩm Linh đã từng chia sẻ, khi dọn ra ở riêng, cô rất buồn, bấp bênh và vất vả vì vắng Anh Khoa. Thậm chí cô đã khóc cả tháng trời vì luôn mong muốn các con được đủ ấm áp, đủ yêu thương. Dương Cẩm Linh và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ rất tốt đẹp. Khi tôi bận, không xoay sở được vẫn nhờ anh chăm con. Anh ấy có trách nhiệm nên chưa bao giờ từ chối, san sẻ về việc chăm con với tôi. Sau khi ly hôn, Dương Cẩm Linh lựa chọn rời đi với hai bàn tay trắng. Cô làm mẹ đơn thân, chăm sóc con trai nhỏ. Dẫu vậy, nữ diễn viên vẫn được chồng cũ chu cấp đầy đủ để nuôi con. Đổ vỡ tình cảm khiến Dương Cẩm Linh đau đớn vì mất tất cả, từ tình cảm, danh dự, bạn bè đến thiệt hại về kinh tế. Cô thừa nhận bản thân đang ở con số âm và nỗ lực làm việc để trả nợ và trang trải cuộc sống. Sau những sóng gió tình cảm, Dương Cẩm Linh khẳng định cô sẽ không kết hôn nữa mà tập trung làm việc, chăm sóc cho hai con. Con thứ hai của nữ diễn viên hiện 17 tháng tuổi, bé là món quà và là động lực để nữ diễn viên đứng dậy tiếp bước. Vâng thưa bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc.